Những ngày gần đây, câu chuyện về ổ bánh mì đang là tâm điểm chú ý của toàn cư dân mạng Việt Nam. Được nhiều fanpage, group lớn đến cả những hot influencers và người nổi tiếng trên Facebook chia sẻ ầm ầm, cụm từ bánh mì, thậm chí còn leo hẳn lên top 2 những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào ngày hôm qua 26 tháng 2 với hơn 20.000 lượt nhắc đến. Cụm từ bánh mì lọt top được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong ngày hôm qua 26 tháng 2. Cụ thể, việc được xem là nguyên nhân sâu xa cho sự trỗi dậy của bánh mì là do một số du khách đã cảm thấy khó hiểu khi được phục vụ món bánh mì trong bữa sáng. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy rất oan uổng cho chiếc bánh mì, bởi trên thực tế thì bánh mì Việt Nam thật sự đã nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Hàng loạt bài đăng liên quan đến bánh mì đều gây bão cộng đồng mạng, khiến người Việt càng thêm tự hào. Bên cạnh những bài đăng chia sẻ quan điểm và sự tự hào về chiếc bánh mì Việt, mới đây dân mạng lại được dịp chết cười khi một tài khoản Facebook đã soi ra địa chỉ nơi bán mấy mẫu bánh mì cho các du khách Hàn Quốc. Từ tờ giấy gói bánh mì quen thuộc, anh chàng này đã tìm ra tên của cửa hàng chính là Đoan Tuyết Bakery tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ thông qua tờ giấy gói bánh mì xuất hiện trên những bức ảnh được đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin, một cư dân mạng Việt Nam đã soi ra ngay địa chỉ được cho là nơi bán mấy mẫu bánh mì này. Tài khoản này viết trên bài đăng của mình, địa điểm trải nghiệm ẩm thực mới ở Đà Nẵng, bánh mì Đoan Tuyết. Vài cú search thì tôi mò ra được thông tin quán bán bánh mì làm rạng danh bánh mì Việt mấy hôm nay là tiệm bánh mì Đoan Tuyết. Dù hình ảnh bạn chụp hơi mờ, nhưng sau khi so sánh đối chiếu thông tin trên bản đồ thì tiệm này, cách bệnh viện phổi Đà Nẵng có 10 phút, nên khá hợp lý để mua cho 20 bạn. Bạn nào đi Đà Nẵng nhớ ghé há? Được biết, cửa hàng Đoan Tuyết Bakery có địa chỉ nằm tại số 116 đường Nguyễn Huy Tưởng, thành phố Đà Nẵng, là nơi chuyên sản xuất các loại bánh mì, bánh kem. Dù xuất hiện hẳn trên sóng truyền hình Hàn Quốc mấy ngày nay nhưng quả là chẳng ai thèm để ý đến. Chờ thì ta lại biết thêm được tọa địa điểm bắt nguồn cho sự trỗi dậy của bánh mì Việt trong những ngày nay rồi. Bức ảnh đang được quan tâm nhiều nhất trong những ngày qua chính là đây. Chỉ bằng một cú pháp tìm kiếm cái tên trên Google, anh chàng này đã phát hiện ra địa điểm bán bánh mì sáng nhất 2 ngày qua. Tính ra nhờ cửa hàng này mà bánh mì Việt lại một lần nữa được trỗi dậy, mạnh mẽ trên mạng xã hội đó chứ. Nguồn: Hoàng Anh Let's Blog Ads. Oi.